Thưa quý vị, liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị địa phương. Hôm nay, ngày 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung, đồng thời ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Chu Ngọc Anh, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Ông Phạm Công Tạc, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kits xét nghiệm Covid-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Với các vi phạm như trên, ngày 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự, ông Nguyễn Thanh Long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để bảo đảm triệt để thu hồi cho nhà nước. Thưa quý vị, đoàn kiểm tra số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực công bố quyết định kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh án Toàn nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn kiểm tra.